Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chia xe nha các bạn. Xem thử bây giờ hiện tại thì mình đang có xe gì nha. Wow, một chiếc máy bay trực thăng này nha các bạn. Wow, một con tôm hùm này các bạn ơi. Đó, tôm hùm. Wow, trên một con tôm có một chiếc xe bản số xe số 33 nữa này các bạn ơi. Đó. Rồi, tiếp tục. Wow, ở đây có một chiếc súng này các bạn. Súng nè. Wow, một chiếc xe điều khiển nè, còn pin nhau nha các bạn. Wow, một chiếc xe điều khiển vẫn còn pin nha các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ test đi. Rồi, một cái súng này các bạn. Wow, cái súng này chắc để cho siêu nhân này nhận nhiệm vụ canh giữ này các bạn. Wow, lại có một con siêu nhân nữa này các bạn. Wow, siêu nhân này hình khá là ngầu luôn nha các bạn. Xe múc này các bạn. Wow. Wow, mình đang có một chiếc xe múc đất hình con rồng này các bạn ơi. Wow, quá dữ luôn. Xem thứ này những gì. Wow, lại là có một con gấu trúc nữa các bạn. Rồi, cho lên xe để lái xe, xe điều khiển đây luôn nha. Wow, một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Đây, mình có xe trộn bê tông. Dưới đây là một chiếc xe mô tô nha các bạn. Đó, khá là dữ luôn. Xem thử còn xe nào nữa không nha. Wow, đây, đây là một chiếc xe bán tải nha các bạn. Wow, bản số xe số 67, xem thử xe có hoạt động nha. Wow, khá dữ luôn, tốt các bạn. Xe này hoạt động khá tốt. Tiếp tục đây, mình có một chiếc xe cẩu này các bạn. Wow, xe cẩu. Là rồi. Tiếp tục xe đây là một chiếc xe gì đây. Wow, một chiếc xe mô tô này các bạn. Xe mô tô có 4 bánh luôn. Wow, khá dữ luôn. Xe này khá mạnh. Chiếc máy bay trực thăng này các bạn. Wow, máy bay trực thăng này các bạn nha. Một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn. Trời, chiếc xe 4 chỗ luôn nè. Wow, tự động chạy luôn nè các bạn. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục xe đây là một chiếc xe, lại một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn. Xe đây xe cũ này các bạn. Wow, đây mình sẽ có một chiếc xe 4 chỗ xe đua luôn bạn. Chỗ đây, wow, xe buýt quá dữ luôn. Một chiếc xe buýt chở học sinh đi nè. Rồi, tiếp tục mình sẽ có xe gì đây. Wow, chiếc này là một chiếc xe để chở xe vận chuyển xe máy đào đi đường xa này các bạn ơi. Xe đây là một chiếc xe trộn bê tông mini nhỏ lên đi. Rồi, đây, wow, các bạn. Đây là một chiếc xe 7 chỗ hình caro khá là mạnh luôn nha. Bản số xe số 9 nha các bạn. Rồi, ok, mình sẽ bỏ đây. Rồi, tiếp tục. Wow. Đây, mình có xe bản số xe sờ bọt, xe số 1. Ok, wow, lại là một chiếc xe bán tải. Rồi, mình sẽ xếp hàng đi đây nha các bạn. Wow, bản số xe 18 cho xếp hàng đi trước luôn. Các bạn thấy xe chưa? Nguyên một xe xếp hàng dài luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test thêm để xe chạy nhanh chậm nha các bạn. Đây, nguyên mình có một cỗ xe luôn. Xe mô tô nè. Xe bán tải xếp hình vô. Wow, nguyên dãy xe này các bạn. Rồi, mình sẽ bắt đầu đi từng xe nha các bạn. Ơi, mình sẽ xem thử. Wow, xe trộn bê tông, cái trộn bê tông đâu mất tiêu rồi. Đã bị thất lạc cái trộn bê tông rồi. Siêu nhân, rồi siêu nhân lên đây đứng. Đây, siêu nhân này. Rồi, xem thử xe này. Wow, vẫn còn bánh đà nha các bạn. Rồi, lên tốc độ. Wow, xe trộn bê tông tới đó đứng luôn này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ có xe gì đây. Mình sẽ đi bán tải đi nha các bạn. đây là một chiếc xe bán tải bản số xe số 43 nha các bạn. Đây các bạn. Wow, 43 nha các bạn. Xem thử xe này có tốc độ lên vẫn đầu những chiếc xe khác không nha. Ok. Wow. Wow. Trong trúng chiếc xe buýt luôn các bạn ơi. Một chiếc xe bán tải trong trúng chiếc xe buýt. Rồi, tiếp tục. Wow, đây mình có một chiếc xe cổ này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Một chiếc xe cổ bản số xe số 24 này các bạn. Đây, có một xe mục. Wow, quá dữ luôn. Xem đúng.
Wow, Tông lại Tông trúng một chiếc xe bản số C43 lúc nãy nha bạn. Tông trúng bên chiếc xe đường trước kia đi luôn nè. Đó. Máy bay trực thăng này. Simoto. Wow, mình sẽ chạy Simoto thử xem sao nha. Thôi, mình sẽ chơi một chiếc xe. Đây. Đây một chiếc xe lại một chiếc xe bán tải các bạn. Nhưng mà xe bán tải này là xe bán tải bản số xe số 28 nha, khác xe bán tải lúc trước nha các bạn. Rồi, bản xe số 28. Xem thử xe này chạy tốc độ mạnh không. Wow, khá là mạnh luôn bạn, bay xuống dưới luôn các bạn. Quá dữ. Xe này khá dữ luôn nè các bạn. Tiếp tục. Wow, đây mình có một chiếc xe cháy nè các bạn ơi. Wow, nhiều xe quá. Wow, để mình chơi chiếc xe đua màu xanh này các bạn. Đó. Xe này xe đua màu xanh nha các bạn. Xe nữa ơi. Wow, xe này yếu quá nè các bạn ơi. Wow, tông trúng một chiếc xe trùm bê tông luôn các bạn. Quá dữ. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ đi chơi một chiếc xe. Đây, một chiếc xe bé đây nha các bạn. Wow, xe đây là xe mượt vàng này các bạn ơi. Wow, xe đây cũng là gọi là xe buýt này các bạn. Khá dữ luôn. Wow, khá tốt. Xe này chạy khá dữ luôn. Mình sẽ chạy thử thêm. Wow, tông trúng chiếc xe đua hôm mè xanh hình lá chuối luôn nha các bạn. Khá dữ rồi. Các bạn thấy chưa? Wow, con tôm dẫn đầu, con tôm đua con tôm này các bạn. Tôm hùm khá là bự luôn. Tiếp đến mình sẽ chơi một chiếc xe sport đây nha các bạn. Bản sport đây. Wow, quá dữ luôn. Rồi. Wow, chiếc bản sport đây. Thế rồi mình sẽ chơi một chiếc xe. Đây, mình sẽ chơi hai chiếc xe đây. Đây là có một chiếc xe số bán tải này các bạn. Wow. Tông trúng chiếc xe đó. Tông trúng chiếc xe màu vàng luôn các bạn. Bản số xe một chiếc 911 nữa các bạn. Thì bãi chỗ, wow, đâm trúng một chiếc máy bay trực thăng màu vàng. Đây là wow, mình có hai chiếc xe bãi chỗ này bạn. Xem thử chiếc xe bãi chỗ này nha. Mạnh không nha. Wow, khá mạnh luôn các bạn. Wow, thấy chưa, nguyên dạng xe của mình này các bạn ơi. Xe mốc nè, xe trộn bê tông này nha, xe cần cẩu nè, máy bay trực thăng nè. Wow. Xe buýt nữa này các bạn. Đó, mình có xe buýt đây. Xe đây, xe trộn bê tông nè, xe bảy chỗ nè, đủ các loại xe luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Wow, trong này mình có một chiếc máy bay trực thăng bó pin này các bạn ơi. Cái này chưa có pin, pin đâu mất tiêu rồi. Chưa bó pin. Để tới nữa mình sẽ bó pin cho bạn xem nha. Rồi, ok.